anh chị và các bạn, thì Khoa đang có mặt ở bên trong dự án Vinhome Grand Park, công viên 36 hectare. Thì Khoa đã có clip nói về cái căn shophouse, villa shophouse này nè các anh chị. D2A 62 nha. 420 mét vuông đất. Thì hiện bây giờ đang mở bán là giá tầm khoảng 92,5 tỷ. Đó là cái căn shophouse cho chúng ta. Đây thực tế tại công trường. Thì đây là cái căn mà nó nằm trực diện vô cái công viên 36 hectare ở đây. Đây là Khoa sẽ show cho các anh chị trên cái khu đất này. Cái vị trí đây của khu đất. Đây chúng ta đang có mặt ở ngay chỗ này. Thì đây là cái khu đất này nè các anh chị. 420 mét vuông. D2A 62. Và đây là cái lối thoáng, khá là thoáng nha các anh chị. Đây là cái lối vào của toàn khu, cho chúng ta sẽ phải đi vòng ở đường này. Đây là cái đường phía sau lưng của chúng ta. Đó là cái đường 2A. Đây là thực tế đang xây dựng lên, chuẩn bị lên tầng 2. Một trệt, hai lầu và một tầng sân thượng. Đây là cái lối mà được cái đường của chúng ta ở đây sẽ dẫn ra cái trục của đường Phước Thiện. Đây, dẫn ra trục đường Phước Thiện và sẽ nối lên cầu Long Đại. Dự án của chúng ta rất là cận kề với cái cầu Long Đại. Cầu Long Đại hiện đang gục gịch, chuẩn bị khởi công tiếp. Thì cái căn Villa Shop 2 của chúng ta sẽ gần với những cái công viên chủ đề khác và gần với cái đảo dưỡng sinh. Chỉ vài bước chân là chúng ta có thể bước tới cái đảo dưỡng sinh, và đối diện là khu dinh thự, khu cầm bao dinh thự. Anh chị nào đang quan tâm về căn D2A 62, hãy liên hệ với Khoa qua số điện thoại là 0979 67 66 55 để được tư vấn thêm. Và hiện rổ hàng đang có khá là nhiều căn khác và có giá khá tốt. Và chính sách bán hàng là thanh toán 20% và được ngân hàng hỗ trợ vay 80%, Vin hỗ trợ lãi suất 0% trong 3 năm nha các anh chị, tận 3 năm lận. Xin chào các anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Phạm Đăng Khoa Realtors, kênh YouTube chuyên cung cấp thông tin bất động sản cũng như cập nhật tiến độ thi công các công trình xây dựng và hạ tầng giao thông. Thì hôm nay Khoa có một tin vui cho các anh chị nào mà đang quan tâm về nhà phố thấp tầng của dự án Vinhomes Grand Park bên quận 9 của Vingroup, và đặc biệt là phân khu Manhattan. Manhattan là phân khu mà đắc địa nhất ở trong khu vực của chúng ta, nằm cạnh kề công viên 36 hectare, công viên ánh sáng. Thì hôm nay là Khoa xin giới thiệu một cái căn shophouse villa rất là đẹp nha các anh chị. Cái căn này rất là tuyệt vời, nằm ngay cái góc mà trực diện cái lối vào của công viên ánh sáng của chúng ta. Thì bây giờ Khoa xin giới thiệu thực tế cận cảnh hơn. Đây, ở trên tường thì Khoa đã có hai cái phân khu như thế này. Đây là phân khu Manhattan, đây là Manhattan Gallery. Và Khoa xin giới thiệu đặc biệt là cái căn này. Đây, cái căn này nha các anh chị. D2A 62. Đó, các anh chị biết là cái trục đường D2A là tuyệt vời của chúng ta luôn. D2A là trục đường chính của Manhattan, trục chữ Y thần thánh. Thì đây là cái căn ngay đầu hồi đây, và đây là ngay cái lối vào của công viên. Và đây là cái khu mà chúng ta để xe, đậu xe và check in vào khu công viên. Thì
khu đất này của chúng ta có diện tích là 420,2 m² nha các anh chị. Và nó nằm ngay cái giao lộ là trục đường 2A và trục đường M1. Thì bây giờ chúng ta cụ thể vào cái căn shop house, villa shop house của mình ở đây nè các anh chị, biệt thự đơn lập. Vị trí rất là đắc địa, là chúng ta sẽ có cái đường hành lang sau nhà, chúng ta đi qua cái khu bờ hồ. Ở đây là cái trục và 2A. Và bây giờ chúng ta xem cái hướng đi của cái đường của trục 2A nha các anh chị. Ở đây, đây là cái đường của trục 2A của mình. Thì đây là cái trục 2A của chúng ta. Và cái đường này sẽ đi thẳng qua đường Phước Thiện. Đây là cái khu vực của đường Phước Thiện và sẽ kết nối với khu mà dinh thự của bên trong phân khu Manhattan. Và đây là cái cầu Long Đại. Và cầu Long Đại là hiện bây giờ Khoa đang thấy là hầu như chuẩn bị để tiếp tục khởi công cầu Long Đại rồi đó các anh chị. Khoa thấy là đã dọn dẹp những cái đống ở bên dưới và chuẩn bị, đã thấy có công nhân vào. Và Khoa nghĩ chắc sẽ đang tiến hành để xây tiếp cái cầu Long Đại. Thì cái vị trí quá đắc địa của chúng ta là nằm ngay đây, và ngay trực tiếp của cái khu công viên ánh sáng, công viên 36 hecta. Đây là tổng thể của khu. Và đây là cái trục chữ Y. Đây là trục chữ Y của mình. Và trục chữ Y này sẽ kết nối với trực tiếp với phân khu Manhattan Glory ở bên dưới. Thì đây là sẽ có một cái đại lộ ánh sáng ở đây nè các anh chị, sẽ rất là đẹp nha. Đại lộ này rất là đẹp, không có đơn giản là chỉ là một cái con đường kết nối giữa hai phân khu đâu. Và khu vực đây là có bệnh viện Vinmec của chúng ta ở bên dưới. Từ ở khu vực của mình, chúng ta đi xuống phía dưới này là chúng ta sẽ gặp được cái bệnh viện Vinmec của mình ở đây. Khu thể dục thể thao, hồ bơi và trường hệ thống liên cấp Vinschool. Thì nằm Vinschool sẽ được bố trí ở trong trung tâm, ở giữa hai phân khu Manhattan và Manhattan Glory. Là Vin đã nhắm tới đối tượng là khách giàu có ở khu vực của Manhattan và Manhattan Glory, nên họ sẽ đặt ở cái trường liên cấp Vinschool. Thì trường liên cấp Vinschool chắc chắn là học phí sẽ cao hơn so với trường mà của quận 9. Thì trong cái phân khu nội khu của chúng ta có rất là nhiều trường mà của quận nha các anh chị. Nên các anh chị đừng có lo lắng và sợ là sẽ học ở trường Vinschool sẽ đắt đỏ, tại vì chúng ta có rất là nhiều lựa chọn bên trong. Đó là chính là Khoa giới thiệu trực tiếp về cái căn này. Hiện đang mở bán là cái căn rất là độc địa này, chỗ này. Thì có giá là hơn 92 tỷ. Hơn 92 tỷ nha các anh chị. Anh chị nào đang quan tâm về căn này, hãy book liền với Khoa qua số điện thoại là 0979676655 để được tư vấn thêm. Và hiện đã có cái chính sách rất là tốt cho cái phân khu này. Chính sách, đây là chính sách mà chúng ta sẽ đóng 10-20% và ký hợp đồng mua bán luôn. Thì ngân hàng MB Bank sẽ hỗ trợ cho vay trong vòng 36 tháng nha các anh chị. 36 tháng là 3 năm. Cho vay lên tới 80% giá trị của căn biệt thự. Và Vin sẽ hỗ trợ lãi suất 0% cũng trong cái thời gian tương đương là 36 tháng luôn. Các anh chị nào có thắc mắc về nhà phố Manhattan và Manhattan Glory, hiện đang có rất là nhiều gỗ hàng đẹp mà Vin bung ra trong cái giai đoạn cuối cùng của hai phân khu này còn lại, thì hãy liên hệ với Khoa qua số điện thoại là 0979676655 để được tư vấn thêm. Khoa có video flycam trực tiếp cho phân khu Manhattan và Manhattan Glory vừa mới quay hồi hôm qua, sẽ update lên kênh YouTube cho các anh chị tham khảo. Các anh chị nhớ đăng ký subscribe kênh YouTube nha. Thì bây giờ Khoa sẽ cho các anh chị thấy là căn hộ
Khoa đang có mặt ở bên trong căn hộ S501 The Rainbow. Thì phía dưới rất là đẹp này các anh chị. Bên xây rất là nhanh nha. Đây là phân khu Origami, trung tâm thương mại Vincom lớn nhất cả nước. Ở đây là Masterize Center Point, đường Vành Đai 3. Đó. Thì Khoa đã vào phân khu này và cảm nhận được mỗi ngày về cái sức sống của bên trong dự án Vinhome Grand Park. Chắc chắn là sẽ trong tương lai rất là ngắn là chúng ta sẽ được thừa hưởng những cái tiện ích mà chủ đầu tư đã cam kết ngay từ đầu. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong các video clip tiếp theo. Các anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Phạm Đăng Khoa Realtors, kênh YouTube chuyên cung cấp thông tin bất động sản cũng như cập nhật tiến độ thi công các công trình xây dựng và hạ tầng giao thông. Hôm nay Khoa xin cập nhật tiến độ thi công tháng 11 của dự án Vinhome Grand Park quận 9, phân khu nhà phố thấp tầng Manhattan. Manhattan là cái khu kề cận công viên nhất và có giá đắc địa nhất của phân khu. Toàn khu Vinhome Grand Park quận 9. Thì hôm nay Khoa có một tin mừng cho các anh chị và các bạn nào mà đang có ý định săn những cái căn quý hiếm của phân khu The Manhattan. Đó chính là việc chủ đầu tư Vingroup cho ra mắt căn Villa Shophouse cực kỳ đắc địa, có vị trí cực kỳ đắc địa nhất nằm trong khu Manhattan, kề cận công viên ánh sáng và có mặt đối diện với lối vào của khu vực công viên ánh sáng. Đó chính là căn Villa Shophouse D2A 62. Trước mặt các anh chị và các bạn đó chính là khu Manhattan với vị trí căn là D2A62. Trước mắt chúng ta đó chính là lối vào trực tiếp của khu vực vào bên trong công viên ánh sáng. D2A62 có diện tích đất là 420 m² và giá trị là 92,557 tỷ. Trực diện lối vào công viên ánh sáng. Anh chị nào có nhu cầu về căn hộ này hãy liên hệ với Khoa nhanh qua số điện thoại là 0979 676655 để được tư vấn thêm. Và nếu mà có nhà ý thì chúng ta hãy book căn trước nha các anh chị. Căn Villa Shophouse này sẽ được xây dựng là một trệt 2 lầu và một tầng sân thượng, đó chính là 3,5 sàn. Và đó là căn gốc, căn đầu hồi. Thì những căn đầu hồi Villa Shophouse sẽ được xây dựng một trệt 2 lầu và một tầng sân thượng. Đây là cái căn hiếm hoi, nằm trong những căn hiếm hoi nhất của dự án Vinhome Grand Park quận 9. Chính vì thế giá cũng khá là cao, dành cho các anh chị nào có nhu cầu thật sự. Ngoài ra chúng ta còn vài căn của phân khu Manhattan, đó chính là T445, diện tích đất là 204 m², T1029, diện tích đất là 183 m², V317, diện tích đất 278 m². Ngoài ra còn có những căn khá là đắc địa khác. Các anh chị nào có nhu cầu quan tâm hãy liên hệ sớm với Khoa qua số điện thoại là 0979 676655 nha các anh chị. Thì trong buổi sáng hôm qua là các đại lý đã chốt được khoảng 13 căn với giá trị là trên 400 tỷ Việt Nam. Thì đó là một con số cực kỳ khủng khiếp trong một ngày mà bán nhà phố Shophouse như thế này đó các anh chị. Và ngày càng thì chúng ta đã vơi dần đi những cái số lượng căn nhà phố Shophouse sở hữu trong công viên Vinhome Grand Park quận 9.
đây là trục chữ Y thần thánh của chúng ta, cái vị trí khá là trung tâm. Những dãy nhà phố này thì có vị trí và giá cả là sẽ là mắc nhất của toàn khu Vinhomes Grand Park. Các anh chị nào đã sở hữu mà có nhu cầu ký gửi cho thuê hay là chuyển nhượng lại, hãy liên hệ với Khoa qua số Zalo trên Zalo, Telegram, Viber, WhatsApp 0979676655. Nếu mà các anh chị thích kênh Phạm Đăng Khoa Realtor thì vui lòng đăng ký nút subscribe bên dưới để theo dõi các video clip mới nhất mà Khoa sẽ cập nhật tiến độ thi công thường xuyên hơn cho các anh chị. Và đặc biệt Khoa sẽ có những video clip nói cụ thể hơn về giá bán của từng căn mà chủ đầu tư đang mở bán. Và song song đó thì sẽ có thêm những video clip cập nhật tiến độ về Manhattan Glory, Origami, Masterize Centerpoint. Thì tới đây thì Khoa xin tạm ngưng. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong các video clip tiếp theo.